Đây là cái khu vực tái định cư nè anh Bảo. Đẹp ha. Ủa bên này là cái gì mà lớn như vậy ta? Ô chợ. Chợ cất đẹp quá hả? Mình đi đường này mình vào chợ được. Ô sẵn tiện mình quay chợ luôn nè. Gửi xe ở đây hả Bảo? Ô mình đỡ xe đây chứ đâu có ai giữ xe đâu á. Cô cái chợ này mình vô về cách đây bao lâu rồi cô? Đợt dịch đó. Đợt dịch này 1 năm chưa? Con rồi ạ. Dạ, Tố Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Tố Lê đang có mặt tại Đại Lãnh. Và đây là cái khu vực chợ Đại Lãnh mà khu vực chợ mới nha. Đây thuộc thôn Tây Bắc. Thôi thì lần đầu tiên Tố Lê đến đây cũng muốn khám phá cái chợ mới của Đại Lãnh. Cho nên thôi thì xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng vào trong tham quan với Tố Lê nha. Đây là khu vực xã Đại Lãnh thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Huyện Vạn Ninh thì có 13 xã. Đây là xã Đại Lãnh, là cái xã mà phía bắc cuối cùng của huyện Vạn Ninh. Nơi này thì giáp ranh với lại Tuy Hòa. Vậy thưa cô, su xe ngon quá chừng luôn. Bao nhiêu một túi như thế này cô? 5.000. 5.000 hả? Ở đây là bán su xe 5.000 một túi như thế này. Còn có nước cốt dừa nữa nè. Tí xíu nó lấy cho con 2 túi nha, để dành cho con, xong con vô trong tí xíu con đeo con lấy nha cô. Dạ. Đây là xung quanh khu vực bán rau củ. Chú ở đây mình vào chợ mình có gửi xe em hay là mình xe mình chỉ để như thế này thôi? Có gửi, có cũng có chỗ gửi mà có người không có thích gửi, người ta đi vô đây. À, cứ mình tắt xe trên lề là mình vô. Cái bao giờ mình để xe như thế này mình bị mất xe em chú? Cũng có chứ, khi có mất. Ồ, cũng sợ quá hả? Dạ. Thôi xe con cũng để đại ngồi kia. Cảm ơn chú. Không sao. Chắc không sao đâu hả chú ha? Không sao. Dạ. Dạ rồi. Bình thường như cũng. Dạ dạ. Dạ. Dọc hai bên cái lối đi vào nè có nhiều cái cây, cái này cái cây gì quên rồi, bàn bàn sim ha, nó rất là mát. Hai bên thì bán hàng rau củ quả rất là nhiều nè. Ở đây có hạt đác nữa Bảo. Dạ. Bao nhiêu một ký hạt đác vậy? 40.000. Em mua 1 ký hay nửa ký Bảo? Dạ con. Cái này là hạt đác nè. Anh Bảo quay nè. 40.000 một ký hạt đác như thế này. Dạ dạ rồi. À, đẹp quá chừng luôn. Chị lấy em nửa ký. Ủa hạt đác chị để trong cái bao á hả? Trời thích quá chừng luôn. Chắc em mua 1 ký luôn quá. Dạ. Dạ, đây là cái đầu chợ nè, cái lối này là lối bắt đầu mình đi vào. Nhưng mà lúc nãy Tố Lê bắt đầu thì cuối chợ. Ở đây thì có mấy cái shop quần áo bán ở phía trước này. Cái này Tố Lê nghĩ là mấy chị
bán gọi là chợ chạy nè, bữa nay chạy chợ này thì mai chạy chợ khác, nghĩ là vậy. Em đợi đợi chị tí xíu, xong rồi chị ra chị lấy nha. Chị quay chợ xíu ha. Ở bên trong cũng có mấy shop quần áo nè. Thôi mình đi vô chợ đi, đi quay bên này, quay bên này. Em ơi, chôm chôm bao nhiêu một ký? 25 ngàn hả? Dạ. Lấy cho chị 1 ký luôn nha. Dạ, dạ. Ồ, cá sòi canh nông nữa hả? Dạ, canh nông. Sòi canh nông bao nhiêu một ký? 25 ngàn. Rồi lấy cho chị 1 ký sòi canh nông, với lại 1 ký chôm chôm, tí xíu đây chị lấy nha. Dạ. Đợi chị xíu. Rồi. Tao vô quen hàng kẻ. Dạ. Rồi bây giờ thì Thố Lê muốn đi vào bên trong hàng cá. Ở Đại Lãnh thì có cái cảng cá Đại Lãnh, tôi Lê nghĩ là chợ hàng cá ở đây chắc là sôi nổi lắm đây nè. So với chợ cũ mà tôi Lê có chia sẻ một video ở lâu rồi, thì cái chợ mới này nó khang trang mà nó sạch sẽ hơn rất là nhiều. Bước lên cái tân cấp thì ở phía bên này là hàng thịt bò, phía bên này là hàng thịt heo ha. Rồi bên trong là quầy những cái hàng cá, mực. Đang ăn lợi gì vậy? Đây là cá dưa gan hả? Anh Bảo ơi, cá dưa gan này anh ăn không? Dưa gan, cá thấu chị. Thôi sẵn mua cá dưa gan luôn đi. Thấy dưa ngon gan, quá. Dưa gan đây biển mình luôn á. Ồ, cá đây cá lưới biển mình nè. Dạ, Đà Lạnh á. Cô Lê ăn chay mà thấy cá tươi quá, cũng thích lắm luôn. Này là cá lưỡi trai nè. Cá lưỡi trâu hả? Dạ. À. Đó, lưỡi trâu đó. À. Ok, ok. Giống như đâu, ok. Cái cung xăng thì ở đây mấy chị làm sẵn ha. Cắt cái đầu sẵn luôn. Khi nào mình muốn mua loại nào thì mình mua. Ở đây được cá. Cá cắt sẵn là bao nhiêu tiền một ký em? Dạ, 80 chị. Còn chưa cắt là 70. À, chưa cắt là 70, cắt rồi là 80 ha. Nó tiện hơn. Ở đây có mấy quầy thịt nè. Mới cái sáng mai mà tối lên đi chợ mà thấy mấy cô than quá chừng. Chợ mới thì có mới, sạch sẽ thì có, khang trang có, nhưng mà khách rất là vắng hả? Vắng khách hả em? À. Em, lúc trước em bán ở dưới chợ cũ có bán không? Chợ cũ em bán lắm chị à. Chợ cũ em bán ngay nhiều lắm chị. Tên em bán 2 triệu chị à. Chợ cũ 2 triệu chị à. Ở dưới chợ cũ bán một ngày 5-6 triệu luôn. Em cũng bán cái quầy tôm như thế này thôi hả? Còn bán hết đó, người nào cũng gì hết cô, người nào cũng gì hết. Ờ, dạ, yếu, con người chợ. Khi mà Tố Lê đến đây cũng thấy cái lượng khách nó vắng hơn. Tại trước kia Tố Lê có quay một video chợ cũ rồi, thì thấy đó nó tấp nập đông vui lắm. Mà lên đến đây thì có lẽ là vắng. Hô, đi đâu cũng gặp hết. Đi đâu cũng gặp mấy đứa em hết á.
Cái chim cu này bao nhiêu một ký em? 140. À 140, còn cái này? 60. Ủa cái 60 ngàn hả? Chị em hỏi nè, sao mình phải làm cái bóp ra nhiều một rổ như thế này như vậy? Rổ đó là mình con mình cắt lá. Là người ta mua, người ta nhờ mình cắt ra hả? À, dạ. Giao hàng. Dạ, dạ, đi giao hàng cho nhà hàng á. Vậy đó là cảnh quan xung quanh chợ hàng cá, chỉ có mấy hàng thôi. Sáng nay đến đây thì lượng khách cũng chưa có đông lắm. Có thể là tôi Lê đi hơi sớm, bây giờ chỉ là 8 giờ kém thôi. Thôi thì bây giờ tôi Lê đi muốn đi vào trong hàng, hàng khô, hàng quần áo bên trong này. Bye bye. Anh Bảo ăn thịt không? Ở đây chợ nhỏ nhỏ thôi nhưng mà tôi lại thấy hàng thịt khá là nhiều luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hàng thịt luôn. Đến đây thì chợ nó rất là thoáng mát. Nhưng mà lượng khách thì giống như cô chú cũng đã chia sẻ lúc nãy, ít khách lắm luôn. Thôi tôi lại đi vào hàng trong, hàng khô, coi thử có bán cái gì ở đó nè. Cô, ở đây hàng ăn ở đâu? Bán chợ mình có hàng ăn không? Có ăn cái gì à? Có muốn ăn cái gì? Con hỏi thử ở chợ mình có hàng ăn, tại chợ cũ con thấy hàng ăn quá nhiều luôn. Mà chợ mới sao không thấy đây hàng ăn? Đây không có bạn được hàng ăn. Ồ. Người ta chỉ ra đây ăn thôi. À, à như vậy đó, do là con biết à. Khi kia là chỗ đây có cái gì đây, bạn bình xeo này, yeah. Bình ướt này, yeah. Ừ, quá. Rồi xong ở đâu bạn có được. Bạn đâu 6-7 kỷ à, là bạn có được, xong bắt đầu là ta dẹp. À. Rồi bây giờ là ai ăn là xịt, có cái thân mình ra là xịt ăn thôi. À. À, cô chú ở chợ mày muốn ăn á là gọi ship đồ ăn tới đây chứ à, ở đây không bán. Người ta ra lấy rau. À. Rồi xong mình nói là ăn gì, là à. Ăn gì, để nổi mà ăn bụng ớn luôn á. À. Không có ăn gì được, không à. Có. Mà chờ dựa ra mất. Vâng. Cái hàng khô này là của cô hả? Vâng. Cô tên gì? Thủy. Cô Thủy. À. Ốc bột xay vậy chị? 70 năm rồi. 70 năm. À. Tìm được cô Thủy. Dạ rồi, bên đây là hàng vải, hàng giày dép. Bên này cũng là hàng quần áo, hàng giày dép. Còn rất là nhiều sạp bả trống ở trong chợ Đại Lãnh như thế này. Thôi thì chắc là Tố Lê sẽ ra ngồi này dành một sạp ở ngồi này. Chợ này rất là mát, thoáng quá chừng luôn. Chợ vắng quá hả? Đâu em. Dạ. Chợ đâu có người mà bán không được, mà mấy ông công an đưa lên gì đâu mà nó khổ dữ vậy biết tao. Dạ. Bây giờ biết nói gì nữa. Mà em thấy chợ này rất là sạch mà đẹp nữa. À, sạch đẹp mà nó không có người. Chắc là mà mấy bà con chưa có quen ở cái khu vực mới. Không phải đâu em, do là nó cho hai chợ luôn. Chợ dưới kia nó hợp ở dưới nữa, làm sao mà chợ đây nó có người được. Ủa cái chợ cũ có hợp không? Có, nó hợp ở trong nhà. Nó cho bữa thấy một bài rồi nó đang chơi trong nhà hết, làm sao mà nó lên chợ mới được. À, thì ra là cái chợ mới đã hoàn thành nhưng mà chợ cũ ở trong chợ cũ vẫn có bán. Còn hợp, hợp dọc đường, hàng ăn hàng đồ là ở ngoài đường, rồi hàng rau là ở trong nhà, tất cả những cái gì cũng có dưới chợ cũ hết. Thì không thể nào nó lên chợ mới mình được. Dân chợ mới mình đây là bị thiệt thòi nhất. Một phần cái vị trí này là cách xe nhà dân nữa. Cái chợ đó là nó nằm ở trên mặt núi. Dạ
Còn cái chợ dưới kia là nó nằm ở dưới dưới đường quốc lộ. Thì tất nhiên là người ta trên này là một ta đi xe thồ lên là 20 ngàn ta không lên. Mà khi mà tiệt cái chợ ở dưới thì người ta mới lên cái chợ trên này. Đó. Dân người ta đang phàn nàn mà đang khi mà đưa cái chợ ở đây lên á thì bao nhiêu là người ta nói là không cho bán dọc đường, không cho bán trong nhà là cán bộ, công an á nói vậy. Nhưng mà bây giờ cho bán toàn bộ ở dưới luôn. Trên chợ mình không có ngừ. Đó. Cái dọn ra một cái hàng dài dọn ra rồi dọn vô thì lấy gì đâu mà nuôi sống cuộc gia đình đây. Đó, nó buồn là nó buồn như vậy thôi. Chứ còn nếu mà lên chợ đây là quá là tuyệt vời. Sạch đẹp mà mát mẻ nữa. Chị tên gì chị? Chị tên Nhung. À, đây là hàng tạp hóa của chị Nhung. Em cảm ơn chị Nhung thật là nhiều. Chúc chị mua may bán đắt nha. Cũng mừng ghê luôn á mà. Mà không có ngừng. Mấy chị muốn coi video của em là vô chợ Đại Lãnh. Bấm chữ chợ Đại Lãnh này nó ra nha. Cô lấy cho con hai túi, con gửi tiền nè con. 10 ngàn hai túi hả? Cô nấu bằng cái gì cô? Rong biển luôn hả? Dạ. Ngon quá chừng. Dạ, con cảm ơn cô. Hồi nãy chị nói ký chôm chôm là ký xoài nhiêu? 50 ke chị. Ồ, ở đây có cái vụ mà 50 ke nữa nha. Sợ tay quá. 50 ke là 50 ngàn đúng không? 50 ngàn, 50 ke. Vui tính quá, em tên gì? Em Bé. À, đây là quầy trái cây của em Bé, ngay tại chợ Đại Lãnh. Rồi, đi tiếp. Lấy rồi. Em ơi, gửi tiền ký hộp đát nè. Bao nhiêu tiền? 40 ngàn, đưa 40 ngàn ba luôn, khỏi thối. Ồ, ra đây trái cây, rau đồ nó tươi quá chừng luôn, lẽ mày mua mà xách về. Tím nấu chứ gì? Nấu hả? Tím nấu tôm, nấu thịt bằm, mà chưa được ăn hả? Mày ăn chay mày nấu được không? Nấm. Ăn chay mày nấu nấm, nấu đậu. Ừ. Chị, lấy cho em cái mớ này luôn này chị. Nè, một đống này nè, bỏ vô cho em. Nó trắng nữa mày ăn bỏng luôn rồi. Tố, tố. Mày ăn mày bẻ. Tố lên. Trắng mày bẻ chưa mày. Tổng cộng bao nhiêu chị? 16. Dạ. Rồi, xách về nặng chứ. Ở nhà có nấm rồi chị. Em cảm ơn nha, em đi nha. Dạ. Em ở Vàng Vẽ mà. Đi, thôi đi. Dạ, đến đây thì Tố Lê cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn để luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube Tố Lê. Chợ Đại Lãnh, chợ mới tại thôn Tây Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thì nó vẫn quẹn cái tí xíu đó thôi. Tố Lê xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo nha. Bye bye. Sáng nay Tố Lê có đến Đại Lãnh để đi từ thiện. Thì tình cờ đói bụng quá cho nên ghé cái quán ăn của em Hòa. Ở đây bán gì? Bánh ướt, bánh hỏi lòng heo, bún khô, chéo dinh dưỡng luôn. Tại chợ Đại Lãnh là chợ cũ. Thì tình cờ ngồi ăn xong một dĩa bánh ướt chay, uống trái dừa. Nói chung là đi đâu cũng tám ở đó. Cho nên mới biết được là Hòa có tâm sự lại phía bên cạnh. Phía bên cạnh em Đào ở cái quán ăn đó là bán xôi, bán chè, bán bánh căn buổi sáng. Nhưng mà nghe nói là hoàn cảnh nó rất khó khăn. Em có thể tâm sự với chị về cái hoàn cảnh của em Đào không? Hoàn cảnh em Đào là khó khăn âm nhẹ. Thì mẹ thì về, mẹ chồng thì về. Sáng thì bảo con đi bán dậy từ khuya lúc 2 giờ. Dì nấu lần bê bốn món, bánh căn, chè, bánh mì, cái bữa khôi mì nướng.
bữa nước sâm, nước đậu, nói chung là các loại món nước giải khát nữa. Dạ. Nhưng mà có một đứa lớn học lớp 8 tuổi không có tiền gì nhiều cũng khổ cho nên nghỉ học. Còn đứa nhỏ thì khoảng 10 tuổi, còn một đứa thì cũng 5-6 tuổi. Còn một đứa nhỏ nhất á, là 6-7 tháng gì đó, hoàn cảnh rất khó khăn. Thời đại hiện nay á, là cũng không có tiền, nhưng mà bây giờ thì cuộc sống nó khó khăn nhưng mà cũng được tạm thời. Còn em nó khó khăn với những lúc dịch, những lúc khổ không có tiền, cũng nước cơm, phê dưới đường cho cháu cũng đỡ. Những lúc khó khăn không có tiền nó mua sữa, gạo thì không có. Nhiều lúc cũng cũng đủ ăn, nhiều lúc thì vất vả cuộc sống là lúc này lúc khác, không có bình thường như bao gia đình khác. Mẹ bản thân chị thấy em buôn bán này cũng khó khăn mà sao em cũng phải giúp cho bạn bè bên đó. Cuộc sống em cũng còn nợ nào, còn thiếu nhà nước ngân hàng cũng mấy trăm triệu, nhưng mà mình thấy mình chồng đi biển nhiều lúc cá lúc không, nhưng mà mình thấy khổ mình cũng chia sớt, đâu khi mình khổ người ta cũng khổ vậy, mình chia sớt nhau cỡ nó lấy đành đùm lấy bên lách chị à. Chứ em cũng không, cuộc sống thì cũng khó khăn không chị, cũng không giàu cá gì, nhưng mà nhiều lúc cũng có tiền, lúc cũng nhiều người cũng giúp đỡ cho em được, cũng như bạn nói gì á, nhưng người nhà nước hay là kép nước ngồi rồi nó thấy khổ chị em dòng hạ nên cũng tài trợ cho em vậy, em cũng chia sẻ với nó, cũng cho ít đồ này ăn vậy á, cũng như mình cũng như người tê thôi vậy á, cuộc sống khó khăn vậy á. Thật tình đến đây thì tự nhiên thấy Hòa buôn bán mình bán đồ ăn rất là ngon, nhưng mà Hòa các cái tấm lòng Bồ Tát, đúng Bồ Tát luôn, tự nhiên tâm sự nó là em khổ khá khăn nhưng mà em vẫn chia sớt bên em Đào. Thôi thì sẵn tiện nghe nói vậy cái tôi lê chạy mua một bao gạo, với lại mua cho em thêm một thùng sữa Vinamilk để que bên em Đào. Chào em Đào. Ô, bán bánh căn này Bảo. Thấy bánh căn ngon quá chừng luôn. Sáng nay chị đến đây chị thấy em bán bánh căn nè, nhưng mà tại vì chị ăn chay cho nên chị không có ăn bánh căn của em được. Xôi mặn nó bán ngon không chị? Ồ, bán xôi bây giờ cũng còn nè anh Bảo. Dạ. Quay bên đây quay nè anh Bảo à. Dạ ớt chị, bánh đâu cũng còn hả chị? Sao bây giờ xôi cũng còn nè? Dạ. Nên là đỡ hơn hôm qua. Đỡ hôm qua hôm kia bán ớt hơn nhiều hơn hả chị? Ồ, bánh căn bây giờ là hết bán được nữa rồi hả? Dạ, bánh căn bây giờ chưa, nói chung trưa bây giờ là còn ớt đêm giờ chị à. Bây giờ là 9 giờ sáng rồi, không bán được nữa hay sao Đào? Nhiều quá em muốn ai không ai mà vô chị. Vô chị đi hỏi đỡ cho. Dạ. Em muốn chị luôn, làm luôn. Dạ. Em bao nhiêu tuổi Đào? Dạ em 32. Em cũng ngựa. Mấy đứa con? Dạ em 4 đứa. Chồng làm cái gì? Dạ chồng em làm thợ nhưng mà công việc nó không có ổn định gì à. Đôi khi có đôi khi không, một năm như vậy là ổng làm được 2-3 tháng, còn nhiêu là em lo cho em gái. Nhà ở gần đây không? Dạ gần. Thương quá chừng, bánh căn bây giờ là ướp lào rồi chị, nóng quá. Nói chung là cuộc sống không có tiền chị à. Lúc nào đi mẹ nó đẩy xi từ xe xuống chị, cứ bỡ khuôn, có tiền mua khuôn luôn chị. Bỡ là á để nó đen là chị, máu bỡ đen tiếp là chị. Đẩy xi từ xe cho nên đổ tiền nó chị. Cá bữa thì vất vả từ xe sang tuốt lên là cái cho chở xuống. Mày bỡ khuôn thì bỡ liên tục, gỡ ở đây là không có nhà gỡ, người ta dễ nhẹ thì không có gỡ cho nên phải đẩy đi vất vả. Cá bữa lúc trời mưa nó ngập lên ướt đồ hết chị, không có đồ đỡ bén luôn. Dạ. Em dạ em không có là gì hết, nhưng mà em bán xét bên cạnh em tiếp xúc thấy tàu chứ không có là gì chị à. Dạ hai người cùng buôn bán ở nhà em mới biết nó đi chị. Dạ chứ nếu từ lúc trước em biết á. Dạ không, nó bán món khác món khác đâu khi nhường. Dạ đâu khi nhường em cũng đâu biết đâu. Dạ. Dạ cuộc sống khó khăn cái gì à, bên tài trợ rồi chị giúp đỡ cho em đó. Dạ. Đây là cái phần quà tặng cho con của em Đào nè. Em một hộp sữa nha. Phần gạo, gạo đây là gạo gì đây ta? Gạo Lộc Phượng. Cái phần gạo này là của nhà tài trợ của anh Bục ở Na Uy á. Em trích một phần kinh phí của anh để em gửi cho mấy đứa con của bé Đào. Nghe nói là ở mùa dịch khó khăn, nhiều lúc con của bé Đào không có sữa mà phải quậy nước cơm uống. Tự nhiên nghe tới đây nó cảm động quá chừng luôn. Rồi em có nói lời với anh Bục. Dạ em cũng cảm ơn chương trình đã với lại cảm ơn hai anh Bục. Em nó ngại nó cũng không có dám nói gì. Thay lời của em gái thì tôi Lê xin gửi lời cảm ơn anh Bục ở Na Uy nha, để gửi những cái phần quà yêu thương. Cái này là tình cờ đột xuất thôi. Chị sáng nay hai vợ chồng đi Đà Lạt để làm một công việc thiện nguyện ở đây, tình cờ đến đây ăn sáng thì mới gặp